Sau sự thật có thể bạn vẫn đang nhầm tưởng hoàn toàn về não bộ. Bạn có tự tin rằng mình hoàn toàn hiểu về bộ não của mình và cách thức mà nó hoạt động? Hãy cùng khám phá những sự thật dưới đây để biết rằng não bộ của chúng ta là một hệ thống đầy những điều bất ngờ thú vị. Cơ thể người là một cỗ máy thực sự chi tiết. Dù có thể không hoàn hảo, nhưng tất cả mọi thứ kết hợp hoạt động rất ăn khớp với nhau. Để làm được điều đó, không thể không kể đến công lao của não bộ. Não bộ có vai trò điều phối, giúp mọi thứ từ không hoàn hảo trở thành hoàn hảo. Tuy nhiên, bản thân não thì không hề hoàn hảo đâu, và những sự thật dưới đây sẽ cho bạn hiểu điều đó. 1. Não bộ không thể nhìn quá chi tiết đâu. Chúng ta thường có cảm giác rằng đôi mắt của mình có thể nhìn một hình ảnh với tất cả các màu sắc và chi tiết trong cùng một lúc. Tuy nhiên trên thực tế, mắt chúng ta chỉ nhạy cảm với một khoảng màu và chi tiết rất nhỏ, rơi vào khoảng 5cm, và khả năng ghi nhớ của chúng ta với những đặc điểm này cũng cực kỳ ngắn hạn. Như ảo ảnh nổi tiếng của Jacques Nineo dưới đây là một minh chứng rõ ràng cho việc này. Bạn biết bức ảnh này có 12 dấu chấm đen, nhưng không bao giờ thực sự nhìn thấy tất cả chúng cùng một lúc. 2. Khả năng cảm nhận màu cũng hạn chế. Đúng là mắt người là một thấu kính tuyệt vời, có thể cảm nhận tới hàng triệu màu sắc khác nhau. Nhưng khi nhìn vào một bức hình có rất nhiều màu, chúng ta lại chỉ có thể nhận biết được từng màu trong một thời điểm thôi. Những màu sắc còn lại trong hình đều được não bộ xếp vào nhóm các màu sắc khác, chứ không phải màu cụ thể nào hết. Như vậy, để quan sát được một bức hình với đầy đủ màu sắc trong nó, não chúng ta phải rà soát từng màu một. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra trong thời gian khá nhanh, nên chúng ta vẫn nhầm tưởng rằng mình có khả năng bao quát nhiều màu trong cùng một thời điểm. Điều tương tự cũng xảy ra với văn bản, vật thể và thậm chí là trong việc nhận diện các gương mặt. 3. Sự thật về khả năng đa nhiệm của bộ não. Mỗi một phần trong não bộ của chúng ta chỉ có thể đảm nhiệm duy nhất một nhiệm vụ tại một thời điểm. Vì vậy, chúng ta tưởng rằng mình đang đa nhiệm, nhưng thực chất thì ta chỉ đang chuyển từ công việc này sang một công việc khác mà thôi. Đó cũng là lý do khi cố gắng làm nhiều việc một lúc thì kỳ thực, bạn đang tốn thời gian hơn là tập trung hoàn thành một việc. 4. Đọc vị biểu cảm khuôn mặt, toàn là não tưởng tượng ra. Đạo diễn phim nổi tiếng Lê Côn Hô của Nga đã khám phá ra một sự thật rằng những biểu cảm không rõ ràng trên khuôn mặt có thể được não quy đổi theo nhiều nghĩa, tùy theo bối cảnh xung quanh. Ví dụ như nét mặt của diễn viên ở hình trên có thể được hiểu là ông ta đang đói nếu ta đặt cạnh đó một món ăn ngon mắt. Tuy nhiên, khi thay bức hình bên cạnh bằng một chiếc quan tài thì lại tạo nên cảm giác rằng ông ta đang buồn hoặc đau khổ. Và nếu được đặt cạnh một cô gái đẹp, đó lại là điệu cười khẩy thể hiện ham muốn. 5. Tình yêu không hẳn đã là tình yêu. Bạn nhớ những bộ phim hành động của Mỹ không? Trong đó nam chính và nữ chính, sau khi trải qua bao hiểm nguy, thường lập tức đến với nhau mà chẳng cần tìm hiểu gì thêm. Thực ra, điều này có căn cứ khoa học cả đấy. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đàn ông sẽ thấy một người phụ nữ hấp dẫn hơn nếu như họ phải vượt qua một cây cầu treo chân vênh, nguy hiểm để gặp cô. Nguyên nhân của sự thật có phần kỳ lạ này là ở chỗ hoạt động mạo hiểm làm cơ thể sinh ra adrenaline và người ta rất dễ nhầm tưởng đó là tình yêu. 6. Não bộ có thể hoạt động trong vô thức. Nhiều người cho rằng khi chúng ta tạm dừng một công việc khó khăn, ví dụ như việc giải ô chữ, thì bộ não chúng ta thực chất vẫn tiếp tục suy nghĩ và cố gắng giải quyết nó. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, bộ não chỉ có thể đảm nhiệm được một nhiệm vụ một lúc, nên thực chất việc này không hề xảy ra. Dù là vậy nhưng mỗi khi bạn gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề, việc dừng lại cho não bộ được nghỉ ngơi và bắt đầu lại sau đó vẫn là điều nên làm, bởi nó có thể khơi dậy những ý tưởng mới trong bạn.